con phải ngồi im ba mới mở chứ con cứ nghịch của ba đấy sao ba mở. Ba mở. Con ngồi đây đi ba mở nhá. Ba mở. Nha. Ba đánh đàn hả? Nào để ba đánh đàn nhá. Ba ngồi nghe nhá. Solo cái bài đóng bộ tình ở tông mịt dưới dáng. Thì những cái video không biết anh em có theo dõi những video của mình không? Luôn luôn nói mọi người là để tập cái scale. Nhưng mỗi ngày chúng ta tập đàn thì nên dành 5-10 phút tập scale. Thì mọi người thấy đó, vẫn cái thế bấm hôm trước mình solo ở La Tứ. Nhưng mình chơi cho vui thôi. Trên cái beat mà mình tự tạo và không có bản karaoke nào trên La Tứ hết. Ừ, để ba nói nhá. Đây. Rồi hôm nay mình lại solo trên cái mì thứ dáng của ca sĩ Đăng Nhi. Thì nó không có gì khó khăn hết. Vẫn một cái hình chúng ta bấm ngón tay đấy, chúng ta chỉ việc dịch chuyển lên những cái tông chúng ta muốn. Cho nên mình mới nói anh em nếu tập cái gì cũng thế, tập tất cả các ngăn này luôn. Đó, để khi chúng ta có thể biến hóa tất cả, chúng ta chỉ bắt được tông của người hát, chúng ta có thể bấm bất kể những ngăn nào, cái giọng gì chúng ta muốn nha. Nhưng không phải là chắc nhiều anh em xem xong rồi bảo thằng này nó bị gì, nó cứ chơi mãi một bài. Nhưng mà một bài hát chúng ta thuộc, chúng ta thích thì chúng ta có thể tập luyện rất nhiều thứ ở trên cái bài hát đấy. Từ đoạn hát, solo, lốt, rồi lead, rồi đi âm dài đó, rồi chen vào những cái bảng beat có sẵn. Rất nhiều thứ để chúng ta tập, nên mình hay cứ úp đi úp lại có một bài một chẳng hạn như thế. Để mọi người có thể biết rằng chỉ cần mọi người chơi tốt một bản thôi thì những cái bản nhạc sau nó sẽ vô cùng dễ dàng, không bao giờ khó khăn gì hết. Vậy nha, thấy video này có ích thì lại cứ tiếp tục like và chia sẻ ủng hộ mình thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình nha. Này khoe luôn đó, cây đàn điện này vứt trong xó mấy tháng này rồi giờ mới mọc ra này, tại vì nhà không có đồ chơi đàn karaoke thì ở bên nhà bên kia mình cắm vào đấy thì không tiện lắm. Này mới mượn được cái cục loa này và chơi cho vui, nên lâu ngày không bấm cái này nó cũng ngứa tay nữa. Bữa giờ thì cứ chơi finger, chơi ngón tay nó cũng hoài. Này chuyển tập lại bằng cái này. Cái vít này mình cắt bằng cái sim điện thoại nhá. Và cứ lần nào nôi ra thì cái cô kia kìa, cô lại cầm nó quăng mất. Thấy không? Nãy giờ mình đánh mà cứ ra rằng cái này năn nỉ mãi mới trả đấy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nhá.